Xin chào anh chị, cô chú, em là nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Một ngày mới, em kính chúc anh chị, cô chú nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài, phát lộc nha. Hôm nay em về ấp Tây 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 600 m². Trên thửa đất, căn nhà vườn có 145,3 m là đất thổ cư. Trước tiên em xin giới thiệu về con đường đi. Mình rẽ phải là liên thông ga đường nhựa Kinh Kháng Chiến khoảng là 300 m. Con đường này rộng khoảng là 2,5 m. Anh chị di chuyển là đường xe ô tô 4 chỗ rất là thoải mái luôn nha. Ở đây thì có điện, nước, wifi có đầy đủ. Nhà cửa khu vực này ở rất là đông, rất là thích hợp để cho anh chị mua để ở và nghỉ dưỡng là tuyệt vời luôn nha. Và khu vực này thì cũng có đầy đủ tiện ích như là chợ Long Định, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng. Mình cách khoảng 500 m. Còn hướng bên đây thì anh chị liên thông ga quốc lộ 1A ngay chỗ chân cầu Kinh Sáng, Long Định khoảng 800 m nha anh chị. Để em di chuyển qua bên đây, em chỉ ganh cho anh chị nắm. Em cũng mong cô chú anh chị xem hết video để anh chị nắm chi tiết về căn nhà vườn này hơn. Để anh chị ở xa mình về đây thì cũng không mất thời gian ha. Khu vực này thì mình có đèn đường luôn nha anh chị. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ và đã xây gào hết luôn. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm luôn nha. Diện tích mà hôm nay em giới thiệu anh chị ngang là 7,5 m, dài là 6,7 m. Diện tích mình tính từ ngay chỗ vị trí này nha anh chị, mình đo thẳng qua bên kia là 7,5 m. Phía trước thì gia chủ xây tường cao khoảng 1 m và phía trên thì hàng sắt hết luôn anh chị. Và gia chủ thì cũng làm cổng rào rất là kiên cố luôn. Cổng rào thì gia chủ cũng làm bằng sắt luôn anh chị. Đó, đất và nhà của mình thì tới ngay chỗ này là hết ranh giới của mình nha. Phía trước thì mình có một khoảng không gian sân, gia chủ thì cũng lót gạch nền luôn anh chị. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể làm một cái máy tiền chế ga. Và mình có bãi sân để anh chị đậu xe nè. Và có đám tiệc thì rất là thoải mái luôn nha. Những đồ trang trí nội thất bên trong gia chủ thì cũng có nói với em, anh chị mình thương lượng được thì gia chủ sẽ để lại cho anh chị luôn ha. Và một số kiện ở phía trước thì gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn. Ở đây thì điện nước, wifi có đầy đủ luôn anh chị. Ở căn nhà này em thấy còn rất là mới, phù hợp để anh chị cô chú mình mua về để anh chị nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Ở bên đây thì gia chủ đang một trồng một số như là cây me kiển anh chị, ổi kiển nữa nè. Và bên đây thì mình có bông sứ mai vàng nha anh chị. Ở phía trước thì mình có một cây khế. Ở bên đây thì mình có bông trang nữa nè. Hiện căn nhà thì có một phòng khách, một hành lang, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một phòng tắm nha anh chị. Trên trần thì gia chủ đều đóng thạch cao hết luôn. Dưới nền thì lót gạch và trên tường thì lót cho đến mí thạch cao. Ở bên đây thì mình có một cái hành lang rất là rộng luôn anh chị. Và mỗi cái cột thì đều ốp gạch hết luôn.
Đó, căn nhà của mình thì em thấy còn rất là mới và khang trang. Đó, cửa của mình là cửa nhôm nha anh chị. Bên trong thì gia chủ lót khoảng 1m8. Tường thì phía trên sơn và đã đi bê. Đó, trần của mình thì đóng thạch cao. Và mình có đèn chùm luôn nè anh chị, rất là đẹp. Và hai bên hông thì đều thiết kế hai cánh cửa bên ngoài để cho anh chị lấy ánh sáng thật là thông thoáng luôn nha. Ở bên đây thì xây tường cao qua khoảng 1m anh chị, và hàng sắt hết luôn nè. Ở phía trước thì mình có một cái vườn kiểng tạo một không gian nhà vườn của mình rất là mát mẻ và trong lành luôn nha. Ở đây thửa đất căn nhà đang quay về hướng tây nha anh chị. Từ trung tâm thành phố Mỹ Tho anh chị di chuyển về đây là 12 km. Từ thành phố Hồ Chí Minh em lấy mốc từ bến xe miền Tây, mình di chuyển về khoảng 66 km là anh chị tới nha. Hiện gia chủ đang kêu bán với giá là 1.450.000. Giá này thì không thương lượng nha anh chị. Nếu anh chị thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ có nhân viên để dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn nha. Hoặc anh chị kết bạn Zalo nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang. Bên em sẽ gửi sổ thông tin vị trí thửa đất căn nhà vườn trên Google Maps để anh chị trực tiếp xem trên vệ tinh. Anh chị về đây thì cũng không mất thời gian nha. Ở đây là không gian phòng thờ của mình nha anh chị. Còn bên đây mình có một cái hành lang để anh chị di chuyển ra phía sau ha. Ở bên hông thì đều ốp gạch hết luôn nha anh chị. Ở căn nhà của mình thì em thấy rất là thoáng luôn. Còn bên đây thì cũng hàng sắt hết luôn nha anh chị. Ở bên đây thì mình có một cái bàn để anh chị mình có thể uống trà khu vực này ha. Bên đây thì gia chủ cũng dùng là cửa nhôm luôn anh chị. Ở khu vực này thì về anh chị mình có thể thiết kế không gian phòng khách của mình nha. Và bên đây thì cũng thiết kế một cánh cửa bên ngoài nên căn nhà của mình em thấy rất là thoáng luôn anh chị. Ở bên đây thì mình cũng có đèn chùm nữa. Mỗi góc cột thì đều ốp hết luôn. Căn nhà của mình thì rất là thoáng luôn anh chị. Ở đây thì căn nhà của mình có hai phòng ngủ nha. Nó gặp thì lót khoảng 1m8 nha anh chị. Tường thì bên trong sơn và đã đi bê. Khu vực này thì trên trần thì đóng la phong. Để em di chuyển vào phòng đầu tiên để anh chị xem. Bên dưới thì lót gạch anh chị, tường thì lót khoảng 1m8. Bên hông thì mình có một cánh cửa bên ngoài. Trần thì đóng la phong thạch cao nha anh chị. Những đồ trang trí nội thất bên trong gia chủ thì có nói với em anh chị mình thương lượng được thì gia chủ sẽ để lại cho anh chị luôn nha. Giá bán là 1.450.000 nha anh chị. Giá này là không thương lượng. Bên em thì cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất và thiết kế xây dựng công trình hỗ trợ cho anh chị sang lắp mặt bằng xây nhà phường lên thổ cư. Nếu anh chị có nhu cầu bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang sẽ hỗ trợ để anh chị cô chú mình là đủ điều kiện luôn. Còn đây là căn phòng thứ hai của mình nha anh chị, cũng như căn phòng đầu tiên của mình thôi. Còn bộ cửa thì gia chủ chỉ dùng cửa nhôm thôi. Còn khu vực này là không gian nhà bếp của mình. Ở đây thì gia chủ cũng đóng thạch cao luôn anh chị. Căn nhà của mình nè
rất là đẹp luôn anh chị ơi. Mình mua về để anh chị nghỉ dưỡng là thích hợp luôn nha. Còn khu vực này là nhà vệ sinh, và đây thì mình có sàn nước nè. Bên trong thì cũng lót gạch hết luôn anh chị. Tường thì lót khoảng 1m8 nha. Trần thì đóng thạch cao luôn. Xung quanh đất thì gia chủ đều cắm trụ và đã gào B40 hết đất luôn anh chị. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị mình có mua rất là yên tâm. Phía sau thì gia chủ đang nuôi cá anh chị. Và đây thì mình có dừa nè, có bưởi, cây trái thì em thấy cũng đủ loại hết luôn. Dừa này là dừa sim nha anh chị. Ở dưới đây thì gia chủ đang nuôi cá trê, cá cha, cá tai tường. Gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị luôn nha. Dừa thì gia chủ một số thì trồng khoảng 10 năm và cũng đang trong quá trình là cho trái và có thu hoạch luôn. Ở đây thì nước ngọt quanh năm nha anh chị, không có bị nhiễm phèn hoặc là bị nhiễm mặn. Vậy thì anh chị cô chú mình có thể trồng dừa nè, mít, bưởi, nhiều loại cây ăn trái thì anh chị đều trồng được hết luôn. Còn bên đây thì gia chủ làm một cái chuồng để nuôi một số gà anh chị. Ở đây thì mình có bưởi da xanh nè, xoài, mít anh chị. Em thấy thì cũng đủ loại hết luôn. Ở khu vườn của mình thì em thấy rất là mát mẻ. Về đây thì anh chị mình nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Do chính chủ thì cũng đang bị bệnh anh chị, nên không có tiền để chữa bệnh, nên gia chủ cũng cần bán để có tiền để trị bệnh nha anh chị. Có sao thì em nói vậy để anh chị mình nắm thông tin chính xác hơn. Giá thì gia chủ nói với em là không thương lượng nha anh chị. Để em di chuyển xuống tới kênh dưới để anh chị mình nắm chính xác hơn. Phía sau thì dừa tơ. Nói gia chủ thì ở đây có nuôi một cái ao cá nữa nè anh chị. Ở đất mình thì tới đây nha. Đây thì có trụ gào hết luôn. Ranh giới thì rất là rõ ràng, anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha anh chị. Phía trước thì mình có ngôi nhà, phía sau thì mình có một cái vườn cây ăn trái và ao cá rất là tuyệt vời luôn nha anh chị. Em cũng xin nhắc lại thông tin địa chỉ cho anh chị và cô chú mình nắm lại một lần nữa nha. Hôm nay em về đây thuộc ấp Tây 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, để giới thiệu cho anh chị xem một căn nhà vườn có tổng diện tích là 600m². Trên thửa đất căn nhà vườn của mình có 145,3m lò đất thổ cư. Diện tích ngang là 7,5m và có chiều dài là 67 nha anh chị. Ở xung quanh thì có cắm trụ và kéo lưới B40 hết luôn. Về vấn đề ranh giới thì anh chị cô chú mình mua rất là yên tâm nha anh chị. Đất và nhà của mình thì tương đối cao gáo bằng theo mặt lộ luôn. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển ra quốc lộ 1A khoảng 700-800m đổ lại thôi anh chị. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển ra ngay chỗ chợ Long Định, trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3, ngân hàng chừng 500m đổ lại thôi. Gia chủ thì cũng đang rất là kẹt tiền luôn anh chị. Cần tiền để trị bệnh nên cần bán gấp với giá là 450
1.450.000.000 nha anh chị. Nếu anh chị mình thấy phù hợp thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang nha. Bên em sẽ dẫn anh chị xem và gặp ngay chính chủ luôn. Ở đây thì sổ đất là sổ hồng riêng nha anh chị. Gia chủ thì không có cầm cố gì hết anh chị. Anh chị mình về xem nhà thì gặp ngay chính chủ, anh chị mình có thể ra công chứng liền luôn. Ở đây thì em thấy rất là mát mẻ, anh chị về đây mình là nghỉ dưỡng là thích hợp nha anh chị. Tổng diện tích của mình là 600 m². Nó phía sau thì mình có một cái ao cá nè. Còn cái đây thì mình có dừa, trái rất là xum xê luôn. Nội thất thì anh chị mình thương lượng với chính chủ. Phía trước thì mình có vườn kiển, anh chị mình vườn kiển thì gia chủ sẽ tặng lại cho anh chị. Nó có sao thì em nói vậy để anh chị mình nắm thông tin ha. Con đường ở phía trước thì anh chị di chuyển là đường xe ô tô nha anh chị. 4 chỗ và 3 gác thôi. Để em di chuyển một lần nữa để anh chị mình tham quan căn nhà của mình nha. Ở phía sau thì mình có cửa nè. Đây là nhà vệ sinh nha anh chị. Còn đây là không gian nhà bếp của mình. Trần thì toàn bộ gia chủ đóng thạch cao hết luôn. Ở đây là tổng quan thửa đất căn nhà phường của mình. Anh chị ưng ý thì cứ liên hệ bên nhà đất Nguyễn Tùng Tiền Giang ha. Em cũng xin kết thúc video, hẹn anh chị cô chú ở những phần video tiếp theo nha.